Hello, em kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn gần xa. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình một mảnh vườn cao su kèm một căn nhà cấp 4 ha cả nhà. Mà cái mảnh vườn cao su em giới thiệu với cả nhà mình á, nằm trên mặt đường nhựa trục chính này luôn ha cả nhà. Cả nhà mình để ý giúp em là trên cái con đường mình á, mà có để các cái biển hiệu là báo như các cột mốc như ngã ba các đó là đường chính ha. Và ở đây là dân cư đông đúc, đường điện ba pha ở ngay trên cái trước cái mảnh đất mà em giới thiệu với cả nhà mình ha. Và giáp với cái ngôi nhà Thái này cả nhà, đây là ngôi nhà Thái và tới cái vườn cao su này. Và đây là cái trục đường chính nhá, đường này là chạy lên ấp 10 mẫu, chạy lên đường 134. Và cái miếng đất cao su mà kèm nhà cấp 4 em giới thiệu với cả nhà mình nhá là nằm ở ấp Điện Ảnh, Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước, cách đường DT 759B cả nhà mình là 6,4 km ha. Và đây cả nhà đấy, ở cái cột điện ba pha là nằm ngay ở trước cái lô cao su mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình. Còn đây là cái ranh giới đầu tiên cả nhà, giáp với cái lô cao su già kề bên ha. Còn cái lô cao su em giới thiệu với cả nhà mình là lô cao su là trồng năm nay được 3 năm rồi nhé cả nhà. Và gồm có một căn nhà cấp 4 luôn. Và cái mặt tiền của miếng đất mà em muốn giới thiệu cho cả nhà mình tham khảo là 45m ha. Và miếng đất nở hậu ra là 9.500m2 hay còn gọi tắt là 9 sao rưỡi ha cả nhà. Và theo cái hướng tay của Thanh Chỉ là chạy đây cũng ra đường thôn 6 và ra được chợ Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước, có nghĩa là số km ra đến chợ là trung tâm trường học các thứ là 6 km ha. Và cái miếng đất của Thanh giới thiệu với cả nhà mình từ thành phố mà chạy lên trên miếng đất á, là 170 cây ha. Từ Bình Dương chạy lên là từ 125 đến 140 cây tùy theo khu vực của mình chạy. Còn từ Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh chạy theo quốc lộ 13 hay còn gọi đường là đường DT 759B á, là chạy lên đến ấp Điện Ảnh và là chạy lên Phước Thiện là tới cái miếng đất của Thanh giới thiệu cho cả nhà mình xem ha. Và cái miếng đất của mình á, chiều ngang là được 45m nhé cả nhà. Sổ sách này là sổ đỏ chính quy và sổ đó là có đúng một sổ, không phải sổ chung ha. Là tách sổ rất là hợp lý luôn. Sổ là chỉ sang tên đổi chủ thôi đó. Mà trước cái miếng sổ, cái vườn mà em muốn giới thiệu cho cả nhà mình xem á, thì là được rào lưới B40 chôn cọc bê tông rõ ràng hết rồi nè cả nhà. Đó ha. Bây giờ thì em cũng xin phép là nói lại cho cả nhà mình cùng tham khảo là cái mảnh vườn em giới thiệu với cả nhà mình là nằm ở ấp Điện Ảnh, Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước, cách đường DT 759B á, là 6 km nha cả nhà. Còn cái diện tích của miếng đất là 45m, nở hậu ra là 9,5 sào ha, có nghĩa là 95.000m2 á cả nhà. Đó, 9.500m2 á cả nhà. Dạ, mà cái giá của cái mảnh vườn em muốn giới thiệu với cả nhà mình là 1.050.000.000 có thương lượng nhẹ nha cả nhà. Và cái hướng của mảnh vườn em muốn giới thiệu với cả nhà mình là hướng Bắc ha. Bây giờ em sẽ đi tới cái ranh giới thứ hai để em chỉ ranh giới thứ hai cho cả nhà mình. Và em sẽ đi vào trong ngôi vườn cho cả nhà mình cùng xem sơ qua căn nhà và cao su nằm trong vườn ha. Cao su cực kỳ, đất này đất đỏ ba gian nhé cả nhà, nên là cao su đẹp lắm. Mới năm thứ, bước sang năm thứ ba là cao su đã rất đều đẹp rồi ha. Và ở đây là chủ vừa mới xịt thuốc này, nên là cái tầm khuất mình nhìn được cái nền đất nó hơi bị che khuất nhé cả nhà. Còn đối diện với cái mảnh vườn mà em quay cho cả nhà mình là lô cao su của nhà nước ha. Cái này là em cũng nói rõ cho cả nhà mình tham khảo. Nhưng mà trục này trục đường chính nha cả nhà. Dân cư thì là ở san sát luôn ha. Điện ba pha, wifi, xe tải lớn nhỏ là đi vào được hết ha. Điện nước thì đảm bảo hết rồi cả nhà. Dạ đây, đây là cái ranh giới thứ hai nhé cả nhà mình. Chạy thẳng theo cái đường mương múc nhỏ này là xuống tới cái miếng đất của em giới thiệu với cả nhà mình. Còn bây giờ em sẽ xuống, em quay cho cả nhà mình cùng xem về cái cây cao su ha. Đây này cả nhà, ở đây có cái một lớp đất nhỏ nhỏ rồi đất đỏ luôn ha. Đó, cao su cực kỳ to luôn cả nhà. Đó, thấy không ạ? Và đây, cái miếng đất của em là nó sẽ bao quát, nó sẽ hơi gấp khúc một tí cả nhà. Chiều sâu là sẽ tầm xuống được cỡ 100m là sẽ chạm tới cái lô cao su dài và nó sẽ hơi tẻ sang bên kia luôn ha. Tổng diện tích của cái lô cao su mà em giới thiệu cho cả nhà mình mà kèm căn nhà cấp 4 này á là 9.500m2. Đó, căn nhà này thì cả nhà cũng lưu ý giúp em là do chủ không ở thì là nhà đang còn kiên cố lắm nhưng mà không có nhà ở nên là trông cũng hơi bị hoang vắng một xíu ha. Thì anh chị em mình á, ai thiện chí á, thì mình có nhu cầu thì mình tu sửa lại ha.
và em cũng xin phép quay sơ lược về cái vườn cho cả nhà mình tham khảo. Anh chị em cô bác ai thiện chí thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0329393717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em ha. Mọi thông tin chi tiết cả nhà cứ kết bạn Zalo để mình trao đổi những cái khúc mắc gì về vấn đề mảnh đất và số thờ, số thửa hoặc là sổ đỏ. Nói chung là cái vấn đề này là em sẽ đảm bảo hết cho khách hàng của mình ha. Và em nhắc lại là cái vườn cao su và kèm nhà cấp 4 em giới thiệu cho cả nhà mình là hướng Bắc nha, cả nhà chính Bắc luôn ha. Và cao su cực kỳ này, cái hàng này hàng riêu 4 nên cực kỳ nhiều mũ luôn cả nhà. Đó. Ở đây là không có giáp bờ sông bờ suối gì nhé cả nhà. Còn đất ở đây thì là bao nước ha. Có một cái anh vừa mua cái vườn kề bên, anh khoan tầm là cỡ 35 mét là đã tới nước rồi nhé cả nhà. Mà khoan nước là ở đây giếng này giao dịch cỡ tầm từ, đấy là khoan nhé cả nhà, mình chỉ giao dịch từ 15 tới 20 triệu là theo độ sâu ha. Độ càng sâu thì cao lắm là 20 triệu thôi. Đấy, và cao su này anh chị em mình mua về mình chăm sóc lại một xíu thì sang năm nữa là nó sẽ khác rồi ha. Còn cái mặt tiền là bao tiêu sản phẩm luôn cả nhà, mình tính thử giúp em ha. Bây giờ 45 mét mặt tiền mà mình nhân với 20 đi ạ. Thì đã bằng cái giá trị thị trường, mình chỉ cắt ngắn xuống cỡ 5-60 là mình đã thu hồi được cái số vốn của mình rồi. Và tổng cái số diện tích xào ở phía đuôi là mình được hưởng chọn này ha. Đó, thì nên là cái miếng đất này á, nếu mình mua làm của cũng có lời, mà mua để đầu tư thì vẫn thì cũng ok luôn ha. Dạ, em cũng xin phép quay sơ lược cho cả nhà mình tham khảo về mảnh vườn cao su kèm nhà cấp 4 tại ấp Điện Ảnh, Phước Thiện, Bù Đốp, Bình Phước. Tổng diện tích là 9.500m² và có 45m mặt tiền đường nhựa. Sổ đỏ chính quy, không chung trả với bất cứ ai. Sổ là đảm bảo đúng quy hoạch, đúng chất không quy hoạch. Đó, nên là em cũng mong cả nhà là theo dõi và ủng hộ em ha. Thì ai quan tâm cũng như em đã giới thiệu đó, thì anh chị em cô bác ai có nhu cầu thì xin liên hệ với em nha. Dạ, thì em cũng xin phép quay sơ lược mảnh vườn cao su kèm nhà cấp 4 cho cả nhà mình tham khảo. Dạ vâng, thì em cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả gia đình đã theo dõi video của em trong thời gian qua. Và cảm ơn cả gia đình đã đăng ký giúp em cái kênh để theo dõi những video của em, để em đảm bảo những video của em có thể rẻ và cho uy tín chất lượng, đảm bảo cho quý khách hàng lẫn cả chủ nhà luôn ha. Dạ, em xin phép tạm dừng video tại đây.